Điểm tin tháng 8 năm 2024. Tin giáo phận Mỹ Tho. Hội các bà mẹ công giáo hành hương kính các thánh tự đạo Việt Nam và kính lòng thương xót Chúa. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2024, có khoảng 850 hội viên các bà mẹ công giáo hành hương kính các thánh tự đạo tại trung tâm hành hương Ba Dòng và kính lòng thương xót Chúa tại trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho. Sau khi kính viếng các thánh tự đạo xong, mọi người di chuyển đến trung tâm mục vụ kính lòng thương xót Chúa. Tại lễ đài trung tâm mục vụ, lúc 16 giờ 15 phút, theo sự hướng dẫn của cha Jacobe Hà Văn Sung, tổng linh hướng, các hội viên lần chuỗi mân côi và kiệu Đức Mẹ đi dọc theo khuôn viên trung tâm mục vụ. Tiếp đến, thánh lễ được diễn ra lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, cha Jacobe Hà Văn Sung, tổng linh hướng và 20 cha trong giáo phận. Tham dự trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý hội viên các bà mẹ công giáo và giáo dân trong giáo phận. Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 10 phút. Hội dòng mến Thánh giá Mỹ Tho, ngày tìm hiểu ơn gọi năm 2024. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024, quý vị dòng mến Thánh giá Mỹ Tho đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi năm 2024 với chủ đề Cùng theo Chúa. Lúc 7 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2024, quý vị dòng mến Thánh giá Mỹ Tho chào đón khoảng 170 bạn trẻ nữ từ 14 đến 20 tuổi đến hội dòng tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi. Khi đến với hội dòng, các bạn được đón tiếp, nhận bản tên, chia theo từng nhóm và sinh hoạt khởi động làm quen. Đến 8 giờ 30, dì Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh, tổng phụ trách phát biểu khai mạc và giới thiệu đôi nét về hội dòng mến Thánh giá Mỹ Tho. Sau thánh lễ, ngày tìm hiểu ơn gọi còn tiếp diễn với những sinh hoạt, văn nghệ của các em từ giáo xứ, chương trình game show Đời tu theo Chúa, trò chơi lớn Cùng theo Chúa do cha Phaolô Toàn Khoa thuộc dòng Salesian Don Bosco hướng dẫn và kết thúc lúc 16 giờ. Thánh lễ cung hiến nhà thờ Long Kim. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô dâng thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ Long Kim, tọa lạc ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lúc 9 giờ 30 ngày 5 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho dâng lễ cung hiến nhà thờ Long Kim. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện, cha Gabriel Nguyễn Tấn Di, quản hạt Đức Hòa, cha Phêrô Võ Minh Thiện, cha sở giáo xứ Long Kim, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và giáo dân giáo xứ Long Kim. Ngày 2 tháng 9 năm 2022, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đến dâng lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ và đến ngày 5 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô về dâng lễ cung hiến nhà thờ Long Kim. Sau đó, thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30. Tự do đáp trả. Lúc 9 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn cho 6 sơ, 3 sơ mừng Ngân Khánh, 1 sơ mừng Kim Khánh. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, cùng 40 cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, quý sơ tỉnh dòng Thánh Phaolô Sài Gòn và Mỹ Tho. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và qua nhiều năm tập sống linh đạo Phaolô, sáu khấn sinh sẽ tuyên khấn trọn đời trong hội dòng chị em Thánh Phaolô thành Chester. Nghi thức tuyên khấn trọn đời gồm 5 phần: xướng danh, thẩm vấn, tinh cầu các thánh, tuyên khấn và lời nguyện thánh hiến khấn sinh. Sau bài giảng, Đức cha thẩm vấn các khấn sinh và sau kinh cầu các thánh, trước sự chứng giám của Đức cha, các khấn sinh công khai cam kết tuyên khấn vĩnh viễn sống khiết tịnh, có nghèo và vân phục trong thai sơ bề trên giám tỉnh. Kết thúc nghi thức khấn vĩnh viễn, quý sơ mừng kỷ niệm 25 năm và 50 năm tu dòng tuyên lại lời khấn để xác tín tình yêu dân hiến của các chị. Sau lời nguyện hiệp lễ, sơ giám tỉnh đại diện cộng đoàn phụng vụ dân lời tri ân Đức cha Phêrô, cha tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý sơ,
quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn. Đồng thời, sơ cũng cảm ơn quý phụ huynh và thân nhân đã hy sinh những tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý, dâng con em cho Chúa để phục vụ nước Chúa trong dòng Thánh Phaolô. Cùng xin mọi người thêm hy sinh, đồng hành và cầu nguyện cho các em vì vẫn còn nhiều thách đố phía trước. Thánh lễ kết thúc lúc 10:40. Sau đó, Đức cha Phêrô, cha tổng đại diện cùng quý cha chụp hình lưu niệm với quý sơ tại cung thánh. Giáo sứ Mỹ Quý, thánh lễ nhậm sứ. Thánh lễ nhậm sứ của cha Anto Nguyễn Hoàng Sang vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024 tại nhà thờ Mỹ Quý, tọa lạc ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Lúc 9:30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, thánh lễ nhậm sứ của cha Anto Nguyễn Hoàng Sang đã được cử hành tại nhà thờ Mỹ Quý do cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế. Đồng tế với Ngài có 24 cha đến từ các giáo xứ trong giáo phận Mỹ Tho. Tham dự thánh lễ còn có quý sơ, quý thầy, thân nhân của cha Tân Chánh Xứ và bà con giáo dân, thiếu nhi trong giáo xứ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ. Mọi người đến chúc mừng cha sở mới với ước nguyện ơn Chúa luôn gìn giữ, đồng hành cùng cha trong sứ vụ mới. Giáo xứ Tân Thuận Đông đón chào cha sở đầu tiên. Thánh lễ nhận sứ của cha Massimiliano Colbe Bùi Quang Đức Ái ngày 17 tháng 8 năm 2024 tại nhà thờ Tân Thuận Đông, giáo hạt Cao Lãnh, giáo phận Mỹ Tho. Lúc 16 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2024, cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ tế thánh lễ nhận sứ của cha Massimiliano Colbe Bùi Quang Đức Ái tại giáo xứ Tân Thuận Đông, tọa lạc tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồng tế với Ngài có 13 cha từ các giáo xứ trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có thân nhân của cha chánh xứ và bà con giáo dân giáo xứ Tân Thuận Đông và Cao Lãnh. Sau bài giảng là nghi thức nhậm xứ, cha tổng đại diện đưa cha Massimiliano Colbe Bùi Quang Đức Ái đến những nơi liên quan tới tác vụ linh mục của Ngài như giật chuông, ngồi ghế tòa giải tội, ghế chủ sự, mở cửa nhà tạm và song hương mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ có đôi lời cảm ơn đến cha tổng đại diện, cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và giáo dân đã đến hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ. Ông cũng đại diện hội đồng mục vụ, giáo xứ Tân Thuận Đông hứa sẽ vân phục, cộng tác và yêu mến cha sở mới. Giáo xứ An Đức. Thánh lễ ban bí tích thánh thể và tuyên hứa bao đồng cho 54 em thiếu nhi. Lúc 17:30 Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2024, thật là một ngày đặc biệt và tràn đầy hồng ân đối với 54 em thiếu nhi thuộc giáo xứ An Đức, hạt Mỹ Tho, giáo phận Mỹ Tho. Trong đó có 13 em tuyên hứa bao đồng và 41 em được xưng tội rước lễ lần đầu. Với 41 em lần đầu tiên được quỳ gối rước Chúa cách trang trọng nhất hòa trong lời ca hiệp lễ. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ nói lời cảm ơn cha tổng đại diện đã dành thời gian đến dâng thánh lễ ban bí tích thánh thể và tuyên hứa bao đồng cho các con em trong giáo xứ An Đức. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục về nhân bản và đức tin của cha sở, cha phó, thầy giúp xứ và các anh chị giáo lý viên. Thánh lễ tuyên hứa bao đồng và rước lễ lần đầu được khép lại lúc 19 giờ. Giáo xứ An Thái Trung, trại hè năm 2024. Ngày 18 tháng 8 năm 2024, giáo xứ An Thái Trung, giáo hạt Cái Bè, giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức trại hè cho thiếu nhi trong giáo xứ và các xứ bạn. Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh, cha sở giáo xứ An Thái Trung cùng quý thầy và các huynh trưởng tổng giáo phận Sài Gòn, quý sơ, hội đồng mục vụ, hội Lezo Maria An Thái Trung đã tổ chức trại hè năm 2024 cho các em vào lúc 7:30 ngày 18 tháng 8 năm 2024 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Thái Trung. Đến tham dự trại có 150 trại sinh và 30 sứ đồng trưởng, huynh trưởng thuộc các xứ Tân Hiệp, Cai Lậy, Tín Đức, Ngũ Hiệp, Hòa Hưng, An Thái Trung. Trại hè kết thúc lúc 20 giờ. Các trại sinh cảm ơn cha sở,
Quý sơ, quý cô chú đã tạo điều kiện để thiếu nhi các xứ được gặp gỡ, vui chơi, trải nghiệm với nhau trong tình hiệp thông, yêu thương. Chủng viện dự bị Doan 23 khai giảng năm tu học năm 2024-2025. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm tu học 2024-2025, trao tu phục cho ba thầy đại chúng sinh và trao thánh giá cho 6 chúng sinh dự bị tại nhà nguyện chủng viện dự bị Doan 23. Sau bài giảng, Đức cha cử hành nghi thức trao áo dòng cho ba thầy tân chúng sinh để các thầy tiếp tục quá trình tu học tại đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn và trao thánh giá cho 6 tân chúng sinh dự bị. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc chủng viện dự bị có lời tri ân Đức cha, quý phụ huynh và cộng đoàn đã đến hiệp dân thánh lễ, cầu nguyện cho các chúng sinh. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, Đức cha, quý cha chụp hình lưu niệm với các thầy tân chủng sinh và chủng sinh dự bị tại cung thánh. Giáo xứ An Thái Trung lễ ra mắt hội Lezo Marie. Lúc 10 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2024, tại nhà thờ An Thái Trung, cha sở Phêrô Nguyễn Thành Danh đã chủ tế thánh lễ ra mắt hội Lezo Marie, đạo binh Đức Mẹ. Sau bài giảng, cha linh giám công bố bổ nhiệm ban ủy viên Residium Đức Mẹ đầy lòng thương xót, giáo xứ An Thái Trung trao ủy nhiệm thư và huy hiệu cho 20 hội viên. Sau lời nguyện hiệp lễ, chị trưởng đã có đôi lời cảm ơn cha linh giám, cha sở, quý hội Lezo Marie, các giáo xứ đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ An Thái Trung. Chị em cũng dâng lên quý cha những bó hoa tươi thắm tượng trưng tấm lòng con thảo của Lezo. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ. Quý cha, quý hội Lezo, các sứ bạn cùng chụp hình lưu niệm và chung vui với Lezo An Thái Trung trong bữa tiệc hiệp thông tại nhà xứ. Giáo xứ An Thái Trung có 36 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức, 19 em trước lễ lần đầu và 12 em trước lễ trọng thể. Thánh lễ ban bí tích thêm sức, trước lễ lần đầu, trước lễ trọng thể được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cử hành lúc 9:30 ngày 25 tháng 8 năm 2024 tại nhà thờ An Thái Trung, tọa lạc ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trong phần hiệp lễ, 19 em được rước lễ lần đầu với vẻ mặt vui mừng hân hoan tiến lên đón nhận thánh thể cùng với các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức và rước lễ trọng thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phêrô Phan Văn Vũ, đại diện ban mục vụ, đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha đã đến thăm mục vụ và ban bí tích cho các em trong giáo xứ. Cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ, các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu các em và cộng đoàn. Thể hiện tâm tình tri ân, hai em đại diện thiếu nhi dâng lên Đức cha lẵng hoa thắm tươi. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, Đức cha, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các em và gia đình. Thánh lễ an táng cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền. Ngày 29 tháng 8 năm 2024, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế thánh lễ an táng cha cố Phêrô Đặng Ngọc Hiền. Trong tâm tình tin yêu và phó thác, cộng đoàn dân Chúa quy tụ nơi đây để hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Phêrô, một mục tử đã hết lòng tận tụy và cống hiến hết mình cho đoàn chiên trong suốt 50 năm phục vụ trong thiên chức linh mục. Tôi xin chân thành cảm ơn cha, đó là tâm tình mở đầu thánh lễ an táng cho cha cố Phêrô Đặng Ngọc Hiền của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2024, tại nhà thờ Tân An, thành phố Tân An, tỉnh Long An, cùng đồng tế với Đức cha có hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa nơi các sứ đạo cha cố Phêrô đã từng phục vụ. Tiếp đến là phần phụng vụ thánh thể và nghi thức tiễn biệt. Linh cữu cha cố Phêrô được đưa về chôn cất tại đất thánh dành cho các linh mục giáo phận tại giáo xứ Ba Dòng, tỉnh Tiền Giang. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn cha cố Phêrô được an nghỉ trong tình thương của Thiên Chúa muôn đời.
Thánh lễ truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế và mừng Đức Cha Phêrô kỷ niệm 44 năm linh mục, 10 năm về nhận giáo phận. Sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024, tại nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho, thánh lễ truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế và mừng Đức Cha Phêrô nhân kỷ niệm 44 năm hồng ân linh mục, 10 năm nhận sứ vụ giám mục giáo phận Mỹ Tho. Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành lúc 9:30 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự, đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện, cha Giuse Đỗ Xuân Vinh, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha giáo cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý thân nhân các tiến chức cùng cộng đoàn giáo dân trong giáo phận. Sau công bố tin mừng, cha Phêrô Phạm Bá Đương, giám đốc chủng viện dự bị, giới thiệu các tiến chức và xin Đức Cha truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế: thầy An Tôn Lê Tuấn Cường, thầy John Bautista Lê Duy Phương, thầy Giuse Trần Quốc Thái, thầy Phêrô Bùi Bình Thạnh, thầy Emmanuel Nguyễn Văn Thành, thầy Giuse Nguyễn Quang Vinh. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, chúc mừng Đức Cha Phêrô nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày thụ phong linh mục năm 1980 và 10 năm về nhận giáo phận Mỹ Tho năm 2014. Đức Cha Phêrô và cộng đoàn nhận phép lành đầu tay của các tân linh mục. Tin Giáo hội Việt Nam. Tuyên bố của Tòa Thánh về việc xúc phạm tôn giáo ở Olympus năm 2024. Hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2024, Phòng báo chí Vatican công khai tuyên bố của Tòa Thánh về việc xúc phạm tôn giáo ở Olympus năm 2024. Sau đây là toàn văn Việt ngữ của tuyên bố này. Tòa Thánh rất lấy làm tiếc về một số cảnh tượng trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympus Paris và chỉ có thể lên tiếng cùng với những người đã phàn nàn trong những ngày gần đây về sự xúc phạm đối với nhiều Kitô hữu và tín đồ của các tôn giáo khác. Tại một sự kiện uy tín, nơi cả thế giới cùng nhau chia sẻ những giá trị chung, không nên có những ám chỉ chế nhạo niềm tin tôn giáo của nhiều người. Hiển nhiên, quyền tự do ngôn luận ở đây không bị đặt thành vấn đề, song giới hạn của nó là sự tôn trọng người khác. Hội nghị các đại chủng viện tại Việt Nam năm 2024 đồng tính dưới góc nhìn khoa học và đức tin trong việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Hội nghị năm nay quy tụ gần 60 nhà đào tạo, bao gồm Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh Giuse Đỗ Quang Khang, Cha Thư ký Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh Giuse Phạm Văn Trọng, Quý Cha Giám đốc, Phó Giám đốc và Quý Cha Giáo thuộc 11 đại chủng viện của các giáo phận tại Việt Nam. Làm thế nào đánh thức ơn gọi tu trì trong các gia đình? Đức Thánh Cha John Paulo II thường nói, gia đình là chủng viện đầu tiên. Đây là nơi cha mẹ có thể dạy con cái cầu nguyện, yêu thương, tha thứ, nơi mà ơn gọi linh mục và tu sĩ trong tương lai có thể được hình thành. Trong cuốn sách mới của mình, Đánh thức ơn gọi trong các gia đình, Ingrid Lucen, mẹ của 6 người con và là tác giả của nhiều tác phẩm, đề nghị những ý tưởng cụ thể nhằm tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các ơn gọi tu trì và để con cái có thể nói xin vâng với tiếng gọi khả dĩ từ Chúa. Phong thánh tương đương, một đặc trưng của Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng đã phong thánh cho nhiều người nhất, 912 người. Một số người trong số họ đã được công nhận là thánh thông qua quy trình đặc biệt phong thánh tương đương, hay còn gọi là phong thánh theo lòng sùng kính cộng đồng. Vài tháng sau khi bầu chọn làm giáo hoàng, vào ngày 9 tháng 10 năm 2013, Đức Francisco đã tuyên bố nhà huyền bí người Ý Angela xứ Foligno 1248-1309 là thánh mà không cần chần chừ thêm nữa, không có ngày lễ phong thánh, không có công thức bằng tiếng Latin. Nữ tu dòng Francisco chính thức gia nhập hàng ngũ các thánh chỉ bằng sắc lệnh đơn giản. Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Tân Cử John Bautista Nguyễn Huy Bắc ngày 22 tháng 8 năm 2024.
Để có Chúa cùng hoạt động và có tầm nhìn của Thiên Chúa thì cần cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhấn mạnh như thế trong thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Tân cử John Bautista Nguyễn Huy Bắc, được cử hành vào lúc 8 giờ 30 thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại trung tâm mục vụ giáo phận bang Mê Thuộc. Vị chủ phong là Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng. Hai vị phụ phong là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang. Cùng đồng tế thánh lễ này có Đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, cùng 25 giám mục và khoảng 250 linh mục. Tham dự thánh lễ có rất đông tu sĩ, chúng sinh và giáo dân của các giáo phận khác nhau ngồi trực kính khuôn viên. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 trong niềm vui lớn lao của Giáo hội Việt Nam khi có một vị giám mục mới cho giáo phận bang Mê Thuộc. Niềm vui này được diễn tả cách cụ thể qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại khuôn viên trung tâm mục vụ giáo phận. Bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngày 24 tháng 8 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh thuộc linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Tin Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh cha Francisco chào đón hơn 50.000 lễ sinh tham dự cuộc hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 13. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2024, chào đón hơn 50.000 lễ sinh đến từ 88 giáo phận của 20 nước châu Âu tham dự cuộc hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 13. Đức Thánh cha mời gọi họ, sau khi cảm nhận được Chúa Giêsu ở với mình, đến lượt họ, họ cũng được mời gọi ở bên tha nhân, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng việc làm, bằng cử chỉ, bằng trái tim, bằng sự gần gũi cụ thể. Giáo phận Hồng Kông cử phái đoàn đến Singapore tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha Francisco. Giáo phận Hồng Kông sẽ cử một phái đoàn gồm 40 người đến Singapore để giúp họ trải nghiệm sự hiệp nhất của giáo hội vào dịp Đức Thánh cha Francisco đến thăm quốc đảo vào tháng 9 tới đây. Ý cầu nguyện của Đức Thánh cha Francisco trong tháng 8 cầu cho các nhà lãnh đạo chính trị. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 8 năm 2024 được công bố vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị để họ biết phục vụ người dân của mình, đặc biệt dành ưu tiên cho những người nghèo nhất. Bộ Loan báo tin mừng lưu ý về cửa thánh của năm thánh năm 2025. Với việc năm thánh 2025 sắp bắt đầu và nhiều câu hỏi được gửi về liên quan đến việc thiết lập và mở cửa thánh tại các nhà thờ chính tòa, các đền thánh quốc tế và quốc gia, cũng như tại các nơi thờ phượng đặc biệt quan trọng khác, phân bộ thứ nhất của Bộ Truyền Loan báo tin mừng, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức năm thánh, đã đưa ra lưu ý bằng cách nhắc lại sắc chỉ công bố năm thánh 2025, trong đó nêu rõ cửa thánh tại những đền thờ được chỉ định. Đại hội Thánh thể Hoa Kỳ, lời của Thánh Gioan Kim Khẩu, bảo vệ mọi sự sống. Ngày 26 tháng 7, với dư âm của Đại hội Thánh thể Toàn quốc Hoa Kỳ tại Indianapolis, ông Andre Tonielli, tổng biên tập của Vatican News, có bài xã luận về đề tài bảo vệ mọi sự sống theo lời của Thánh Gioan Kim Khẩu. Thế vận hội, tòa thánh lấy làm tiếc về một số cảnh xúc phạm tôn giáo. Trong một tuyên bố, tòa thánh lấy làm tiếc về một số cảnh trong lễ khai mạc Thế vận hội, một sự kiện uy tín, trong đó cả thế giới đoàn kết xung quanh những giá trị chung, và nơi đó không nên có những ám chỉ chế giễu niềm tin tôn giáo của nhiều người.
Giáo hội Mỹ Latin thành lập mạng lưới những nhà truyền thông. Trong cuộc họp từ ngày 29 đến 31 tháng 7 vừa qua tại trụ sở ở Bogota, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe đã thành lập mạng lưới những nhà truyền thông của Giáo hội Châu Mỹ Latin và vùng Caribe để phối hợp hoạt động về truyền thông giữa các hội đồng giám mục và các cơ quan khác của giáo hội ở lục địa này. Các cuộc tấn công chống Kitô hữu gia tăng ở Thánh địa. Theo phúc trình năm 2023 của Trung tâm Roshin ở Jerusalem, các Kitô hữu ở Thánh địa đang phải chịu các cuộc tấn công với sự gia tăng đáng lo ngại, bao gồm khạc nhổ, quấy rối, gây thiệt hại tài sản, phá hoại nghĩa trang cũng như gián đoạn các dịch vụ. Vatican khẳng định Elenita de Jesus là nhân vật quan trọng nhưng không phải là Đức Mẹ. Dựa trên các quy định mới để nghiên cứu các sự việc được cho là các cuộc hiện ra trong giáo hội công giáo. Trong thư gửi cho giám mục Caguas Puerto Rico vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định rằng Elenita de Jesus không phải là Đức Trinh Nữ Maria và bác bỏ tính siêu nhiên của các sự kiện liên quan đến nữ giáo lý viên này và đền thánh núi thánh ở Puerto Rico. Các giám mục Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình sau vụ đâm dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng. Các giám mục công giáo ở Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình giữa bạo loạn bùng nổ sau khi một số trẻ em học sinh bị con của một người di dân Rwanda đâm dao. Các ngài nói rằng bạo lực như thế đe dọa những giá trị của xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện để hòa bình dập tắt các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông, cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Myanmar và Sudan, đồng thời kêu gọi những nỗ lực và cầu nguyện nhiều hơn để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc ở Pakistan và Afghanistan. Logo chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu biểu tượng chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Scholas ra mắt chương trình giáo dục đầu tiên tại Đông Nam Á. Scholas Security phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu về Công nghệ của Indonesia và với sự hỗ trợ của phong trào toàn cầu 5B đã công bố triển khai chương trình Scholas Công dân ở Indonesia, quy tụ 200 đại biểu sinh viên từ nhiều tổ chức giáo dục khác nhau và từ các hòn đảo khác nhau của đất nước. Đức Thánh Cha mời gọi Hội Hiệp sĩ Columbus cầu nguyện cho hòa bình Chúa Kitô chiến thắng. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến Đại hội lần thứ 142 của Hội Hiệp sĩ Columbus diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 tại Quebec, Canada. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình và cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương. Đức Thánh Cha mong muốn đến Trung Quốc thăm các giám mục và dân Chúa. Trong cuộc phỏng vấn của cha Perochia, giám đốc phòng báo chí của tỉnh dòng tên ở Trung Quốc, vào tháng 5 và được công bố vào ngày 9 tháng 8 năm 2024, Đức Thánh Cha khen ngợi các tín hữu Trung Quốc có đức tin tuyệt vời và là một người thầy của niềm hy vọng. Ngài cũng bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến tông du đến quốc gia châu Á này. Kitô hữu Indonesia ca ngợi kế hoạch của chính phủ giúp xây dựng nhà thờ mới dễ hơn. Kitô hữu Indonesia ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong việc không đòi các tôn giáo khi xây dựng cơ sở thờ tự, bao gồm cả nhà thờ, phải có sự đồng ý của các diễn đàn địa phương mà đa số là người Hồi giáo. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Maruf Amin của Indonesia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đã chống lại động thái này của chính phủ.
Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ quan tâm đến người nghèo và yêu thương vô vị lợi. Sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên tổng vô nghị của các dòng nữ tu Damin San Sisto, nữ tu Hiệp hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, nữ tu Đức Maria dâng mình trong đền thờ và các cha dòng ơn gọi. Chia sẻ với họ về lòng bác ái, Ngài mời gọi họ hãy thường xuyên chú ý đến người nghèo và luôn sống động lực yêu thương cách vô vị lợi. Lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Trung Đông. Đức Hồng Y Pierre Battista Piccirbaia, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa gửi thư, mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Trung Đông trong ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Vatican kêu gọi Iran tránh leo thang chiến tranh ở Trung Đông. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc điện đàm với tân tổng thống Iran vào sáng ngày 12 tháng 8 năm 2024, Đức Hồng Y Pedro Parolin đã bày tỏ lo ngại của tòa thánh về hiểm họa của sự leo thang chiến tranh và khẳng định việc cần đối thoại, thương thuyết và hòa bình. Cuộc khảo sát toàn giáo xứ ở Uganda giúp hiểu điểm mạnh và thách đố của giáo xứ. Giáo xứ Thánh gia Katulaikaya ở giáo phận Hoima, Uganda, cung cấp nơi trú ẩn cho những người tị nạn từ Congo, Kenya và Nam Sudan, cùng với những người Uganda di tản trong nước. Để hiểu rõ hơn về cách điều hành đời sống giáo xứ, Sir Lucy Akello đã thực hiện một cuộc khảo sát về cộng đồng, đưa ra một bức tranh rõ ràng về những điểm mạnh và thách thức của giáo xứ, đồng thời là một mô hình có giá trị để các giáo xứ khác noi theo. Khi đức tin là sự lan tỏa nhen lại tâm hồn chán nản, các thành viên Hiệp hội Opera di Nazareth dấn thân làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày, một lối sống đã làm thay đổi sâu sắc một thiếu nữ Nhật Bản, không phải là người Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco, các Kitô hữu được kêu gọi chia sẻ tin mừng hòa bình ngay cả giữa cuộc bách hại. Đức Thánh Cha cảm ơn người Công giáo ở thành phố Rimini của Ý đã lần chuỗi mân côi tại quảng trường thành phố mọi tháng và mời gọi các Kitô hữu loan truyền tin mừng hòa bình ngay cả khi họ phải đối diện với cuộc bách hại. Giám mục Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha và Vatican gửi hàng viện trợ. Đức cha Vasin Tuchabet của giáo phận Kakit ở Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco và Vatican vì một lần nữa đã gửi những xe tải chở hàng viện trợ rất cần thiết cho những người tị nạn trong giáo phận. Đức Thánh Cha Francisco, án tử hình không thực thi công lý nhưng là chất độc cho xã hội. Viết tựa đề cho sách của luật sư Del Racinaler từ năm 1998 cùng với vợ là bà Susan đồng hành thiêng liêng với các tử tù ở Florida ở Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, án tử hình không thực thi công lý nhưng là chất độc cho xã hội. Nội dung cuốn sách nói về trải nghiệm của ông Del từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Quyết tâm được rước mình Chúa của Paul Ganucci. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, Paul Ganucci, 21 tuổi, được rước lễ lần đầu. Paul Ganucci chỉ có thể dùng thức ăn qua đường ống, nhưng với lòng khao khát mãnh liệt được rước Chúa, suốt một năm anh đã luyện tập để có thể được lãnh nhận thánh thể. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ dấn thân xây dựng một thế giới công bằng, huynh đệ hơn. Thư gửi đến trại hè do hạt đại diện tông tòa Anatolia ở Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức.
Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ luôn tiến bước với niềm vui và hy vọng, dấn thân xây dựng một thế giới công bằng, huynh đệ hơn và không nản lòng trước nghịch cảnh. Đức Thánh Cha Phanxicô, niềm tin vào Chúa Giêsu là điều cốt yếu trong cuộc sống. Trong sứ điệp gửi tới những người tham dự cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc năm 2024, thường được gọi là cuộc gặp gỡ Rimini, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi họ làm cho trái đất trở thành đền thờ của tình huynh đệ và tìm kiếm điều cốt yếu là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tiếp kiến chung ngày 21 tháng 8 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô sống nhân hậu và hiền hòa, Kitô hữu có thể lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng hương thơm của Chúa Kitô tỏa ra từ hoa trái của thần khí, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Ngài thúc giục các Kitô hữu hãy lan truyền hết sức có thể hương thơm của Chúa Kitô trong môi trường sống của mình bằng chứng tá của những việc tốt lành. Đức Hồng Ibichabaya, công lý mà không tha thứ có thể trở thành sự trả thù. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ Rimini lần thứ 45, ngày 20 tháng 8, Đức Hồng Y Pierre Battista Piccirbaia, thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra, mời gọi thực thi công lý trong sự tha thứ, đồng thời kêu gọi không loại trừ ai. Hội nghị mục vụ di dân lần thứ 10 của Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Caribe. Hội nghị mục vụ di dân lần thứ 10 của Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Caribe của các giám mục và các vị đặc trách mục vụ di dân của khu vực diễn ra ngày 19 đến 22 tháng 8 với khẩu hiệu đồng hành với những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng để mình bị rơi vào cám dỗ ganh tị. Đức Thánh Cha mời gọi dân cư ở khu vực Cana del Rio và San Fermin của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đừng để mình bị rơi vào cám dỗ của sự ghen tị và việc làm với ý thức rằng chúng ta ở cùng một đội. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đại hội Thánh Thể ở Madagascar. Ngày 23 tháng 8, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đại hội Thánh Thể Quốc gia của Madagascar, tổ chức ở Antsiranana ngày 23 đến 25 tháng 8, và nhấn mạnh rằng khi gặp gỡ Chúa Kitô trong thờ lạy, khi chạm đến và lãnh nhận người trong khi cử hành Thánh Thể, chúng ta không thể giữ Chúa riêng cho mình, nhưng trở thành người loan báo tình yêu cho người khác. Đức Thánh Cha, chiến tranh không phải là phương thế giải quyết xung đột và thiết lập công lý. Ngày 24 tháng 8, tiếp các thành viên của Liên mạng quốc tế các nhà lập pháp công giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phải từ bỏ tư tưởng cho rằng chiến tranh là một phương tiện giải quyết xung đột và thiết lập công lý.